Xin chào cả nhà. Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong kênh Na và Mẹ. Chào mừng các bạn tới với kênh Na và Mẹ TV ha. Thì hôm nay Na và Mẹ sẽ ăn các món bánh của tuổi thơ nha các bạn. Thì hôm nay là mình có bánh chuối hấp. Cái này là bánh gì mà? Cái bánh mà sợi sợi nè. Bánh mì. Bánh từ củ mì. Bánh bò. Còn cái bánh này? Bánh đậu xanh. Bánh mà nhân đậu xanh. Ta gọi là bánh hôn thê. Bánh phu thê hả? Bánh phu thê. Bánh rất là dễ thương nha các bạn. Người ta làm một cái ly là sẽ 5 gói như thế này. Cái này là mình nhờ bạn mình mua. Lúc đầu á, là ở trên Foodie là nó ở quận 4. Xong rồi á, bạn mình ở quận 8. Xong bạn mình chạy qua nhưng mà hết. Thì chạy qua bên Tân Bình mới mua được cái này nha các bạn. Cái này là món người ta bán ngoài đường á, gần chợ Bà Quẹo. Thì giá thì Na cũng không có rõ lắm nên mình nhờ mua thôi. Mỗi một phần hình như là cũng mấy chục á, hai mươi lăm ngàn một phần. Để bây giờ Na với mẹ sẽ ăn thử nha các bạn. Rồi mình ăn thôi. Rồi xin mời quý vị nha. Xin mời cả nhà. Xin mời quý vị. Mời quý vị một cái miếng bánh này, ngon nhất. Mình sẽ ăn chung với mời quý vị đây, mời quý vị. Mình ăn sẽ ăn chung cốt. Với nước cốt các bạn. Đó, đây là chén nước cốt. Đổ. Đây là chén nước cốt đây. Đó. Rồi, xin mời quý vị, xin mời quý vị. Xin mời quý vị. Nay qua một miếng, mình sẽ chấm vô. Bánh chuối này làm lạ quá. Không để nguyên cái chuối luôn. Mình ăn nhiều chỗ ở trên đây á bạn, người ta làm nước cốt dừa nó không giống như dưới quê. Ở dưới quê người ta làm đặc hơn. Nãy con định mua, nhờ bạn con mua bánh lá nữa. Cái bánh hôm vừa rồi mình đi hội chợ. Mà ở đây không có bán. Đúng rồi. Ít chỗ bán bánh lá nha các bạn. Bánh lá mơ. Cái này là này là củ mì mài ra làm sợi như quý vị. Này là củ mì mài. Này là bánh bò. Bò. Xem coi. Nếu mà nước cốt ăn không thì nó lạc, nhưng mà ăn chung với này ok mà. Ngon. Đây là bánh bò như cái gì? Không quá ngọt. Vừa ăn nên là có thể ăn nhiều được. Tóm lại đối là ăn rất là ngon. Nhìn bánh bò con này bán ngon á. Vừa ăn. Đang đói cái gì? Hiện tại là mùa dịch đó các bạn. Để tìm mua mấy món bánh này cũng khó lắm. Bên Gò Vấp Na đi Na chưa thấy. Đây là khoai mì nha quý vị. Các bạn ai ở Gò Vấp mà biết chỗ bán bánh này thì có thể comment, bình luận để cho Na biết thêm chỗ bán nha. Mua gần đỡ phải chạy xa. Quý vị biết chỗ nào mà bán ngon á nha quý vị. Quý vị giới thiệu giùm. Bánh bò ăn ngon. Thế là bánh bò. Đúng rồi, bánh bò ăn ngon nhất.
Mẹ ăn thử bánh này coi. Bánh xanh nè. Ăn bánh bò mắc ngay. Thế bánh bò đấy. Hợp vị. Ăn ngon. Các loại bánh mà ăn với nước cốt á quý vị. Nước cốt phải thật ngon thì mới ngon quý vị. Nước cốt mà dở thì thôi xong tập luôn á. Ở bên siêu thị Lotte đó quý vị. Ở bên đó để coi bánh chuối. Bánh chuối này nè. Cực kỳ ngon luôn quý vị. Nước cốt làm tuyệt vời lắm á. Siêu thị Lotte. Ở trong khu food court á các bạn. Quý vị mà vô đó muộn á, là không còn đâu. Bánh mình ăn mình ghiền luôn á. Bánh chuối ăn với nước cốt. Mình sẽ ăn thử cái bánh này nha. Nó mềm mềm ha. Nó mềm. Người ta làm trong á ta hay. Cái này nó làm bằng bột bán. Không biết cái bột gì nó quậy lên. Ăn như con sâu vậy. Ăn nó giòn giòn quý vị. Là bóng lưỡng luôn. Giòn giòn sực sực. Làm hay ghê. Công nhận. Bánh này nó làm bằng bột gì á. Bên trong là nhân đậu xanh đó các bạn. Bên trong là nhân đậu xanh nè. Bánh này thì mình nghĩ quý vị sẽ biết mà. Có nhiều cái bánh ăn hoài mà quên tên không nhớ luôn. Nhất là cái bánh này mình không biết tên gì luôn. Mình nói là bánh phu thê. Thật ra mình không, nó không phải bánh phu thê. Nó là bánh đậu xanh. Tại vì nó có nhân đậu xanh nên gọi vậy thôi, không biết bánh gì luôn. Bánh này không phải bánh buffet. Nói chung là hôm nay mâm bánh này là ăn ok nha các bạn, ngon, bổ rẻ. Hôm nay mình chỉ ăn có mấy loại thôi, 1 loại, 2 loại, 3, 4 loại. Chỉ có 4 loại thôi. Thường những cái xe này người ta tới cả chục loại lận. Chiều nay ăn bánh trừ cơm đó quý vị. Chiều nay ăn bánh trừ cơm. Video mình hết rồi đó mẹ. Chào mọi người đi. Mới có 1 mà. Hết rồi. Kết thúc chưa? Kết thúc, vậy mẹ chào đi. Vậy là video Na và mẹ sẽ kết thúc ở đây, tại đây. Xin chào quý vị gần xa. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc. Và xin chào cả nhà.